Nha Zeo, xin chào các bạn. Sau khi hoàn thành khóa học nhập môn, các bạn đã có thể viết và đọc những từ cơ bản phải không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào học giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, chương trình sơ cấp 1. Bài học đầu tiên hôm nay đó là chủ đề xô kẻ, giới thiệu bản thân. Vậy nội dung bài học hôm nay sẽ có những gì? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Mục tiêu bài học, chúng ta sẽ có các kỹ năng như sau. Trước tiên các bạn sẽ cùng cô chúng ta tìm hiểu phần từ vựng của bài học. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các từ vựng liên quan đến quốc gia, từ vựng liên quan đến nghề nghiệp và một số lời chào mà người Hàn Quốc thường hay sử dụng. Trong phần này thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách phát âm cũng như là gì, cách đọc làm sao cho chuẩn giọng Seoul. Phần thứ hai đó là phần môn pop, là phần ngữ pháp. Trong phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ có ba ngữ pháp cơ bản đầu tiên rất là quan trọng trong phần này. Và sau khi học từ vựng ngữ pháp, các bạn sẽ cùng cô đi vào các kỹ năng. Đó là kỹ năng luyện nói này, nghe, đọc và gì, viết với chủ đề giới thiệu bản thân. Thông thường khi học ngoại ngữ thì các bạn thấy rằng là từ vựng và ngữ pháp rất là quan trọng. Cho nên là các bạn phải bổ sung và củng cố kiến thức ngay từ bài học đầu tiên này để chúng ta có thể gì, có những cái kiến thức nền tảng cơ bản cho những kỹ năng tiếp theo. Đầu tiên ở phần từ vựng, chúng ta sẽ có một số từ vựng liên quan đến Nara, ở đây là đất nước. Các bạn chú ý nhé, các bạn sẽ cùng cô chúng ta phát âm các từ vựng ở đây. Từ đầu tiên, cô có từ này là Hangguk. Cách phát âm rất đơn giản, các bạn chỉ cần học thuộc bảng chữ cái và nhớ được quy tắc phát âm mà cô hướng dẫn các bạn ở phần nhập môn, các bạn có thể đọc được từ này rồi. Hangguk. Từ vựng số 2, Petunam. Cái này cũng không có biến âm gì cả, các bạn chỉ cần học thuộc chữ cái và ghép chữ với nhau. Petunam có nghĩa là Việt Nam. Từ vựng số 3 các bạn chú ý, nếu nhìn qua thì cũng nghĩ rằng các bạn sẽ đọc từ này là theo quy tắc thì các bạn sẽ đọc là re đúng không ạ? Mare isi à, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây nó có một cái bất quy tắc các bạn nhé. Chúng ta có cái phụ âm này là phụ âm gì? Rion. Làm bắt chim, nhưng cái từ tiếp theo của nó cũng là rion. Như thế này. Theo quy tắc ở phần nhập môn cô hướng dẫn cho các bạn thì chữ rion này đứng dưới ta đọc là l, đứng trên ta đọc là r, phải không ạ? Tuy nhiên khi nó theo quy tắc của từ này, các bạn sẽ đọc hai từ này đều là chữ l cao hết. Chính vì vậy, các bạn sẽ đọc từ này cho cô là Malaysia. Dạ, Malaysia. Các bạn chú ý nhé. Đấy là quy tắc biến âm đầu tiên các bạn cần chú ý. Tương tự như vậy, áp dụng quy tắc biến âm hai riêng đọc thành l, các bạn đọc cho cô cái từ tiếp theo đó là Philippines. Dạ, Philippines. Đó là nước gì? Philippines. Từ tiếp theo, Jungkook. Được chưa? Jungkook là nước Anh các bạn nhé. Từ tiếp theo nữa, đó là gì? Tokyo. Các bạn chú ý quy tắc đọc. Ở đây mặc dù các bạn viết như vậy nhưng mà chúng ta sẽ phải đọc nối chữ gì lên? Chữ K lên với chữ Y, bởi vì nó rơi vào trường hợp là gì ạ? Có nguyên âm đứng đằng sau. Theo quy tắc ở phần nhập môn cô nói cho các bạn, đó là quy tắc gì? Nếu một từ có bắt chim ở dưới mà nguyên âm ở trên thì các bạn phải đọc nối lên. Cho nên từ này, mặc dù các bạn viết là thuộc il, nhưng các bạn sẽ đọc nối lên là thổ kil. Được chưa? Chúng ta sẽ cùng đọc lại những từ vựng này nhé. Hangguk, Petunam, Malaysia, Philippines, Jungkook, Tokyo. Tiếp theo các bạn cùng cô chúng ta cùng tìm hiểu các từ vựng liên quan đến nghề nghiệp nhé. Một số từ vựng liên quan đến nghề nghiệp. Từ đầu tiên, các bạn chú ý cho cô, chúng ta sẽ đọc giống như phần cô viết đây. Chúng ta sẽ đọc là Hắc Sèn. Hắc Sèn là học sinh. Huê Sa Quẩn. Huê Sa Quẩn, nhân viên công ty. Ưn Hèn Quẩn. Ưn Hèn Quẩn, nhân viên ngân hàng. Các bạn chú ý từ này chúng ta có thể đọc khác một chút nhé. Nếu như các bạn đọc chậm thì chúng ta sẽ đọc là Ưn Hèn Quẩn. Tuy nhiên trong tiếng Hàn phụ âm hờ thường được coi là phụ âm âm gió. Cho nên khi đọc, nếu đọc nhanh chữ N có thể sẽ đọc nối lên và các bạn sẽ đọc là Ưn Hèn Quẩn. Ưn Hèn Quẩn, nhân viên ngân hàng. Son Seng Nhiệm. Son Seng Nhiệm, giáo viên. Ưi Xả.
Ui xả bác sĩ. Un chon ki xả. Un chon ki xả. Người lái xe. Các bạn cùng cô chúng ta đọc lại những từ vựng này. Hắc xẻng. Huê sa quẩn. Un hen quẩn. Son xe nghiệm. Ui xả. Un chon ki xả. Rồi, vậy là chúng ta đã có một số từ vựng khá là gì quan trọng ở trong bài học đúng không ạ? Các bạn nhớ chúng ta học lướt qua những từ vựng này trước khi đi vào các kỹ năng của bài học nhé. Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn một số lời chào mà người Hàn Quốc thường hay sử dụng. Câu thông dụng nhất mà người Hàn Quốc thường hay nói khi gặp nhau đó là 안녕하세요. Các bạn chú ý cách đọc của nó nhé. 안녕하세요. Thông thường câu này thì người ta thường hay lên giọng một chút các bạn nhé. Câu này là câu chào chung cho tất cả mọi đối tượng. Và cách chào của người Hàn Quốc thì các bạn chú ý là khi chào người ta sẽ thường gì? Nhìn đối phương chào và gì ạ? Có cách chào là cúi đầu đúng không ạ? 안녕하세요. Ngoài ra nếu như trong trường hợp các bạn gặp một đối tượng mà nhiều tuổi hoặc cấp trên, các bạn nên chào một câu chào lịch sự hơn. Chúng ta có câu này ạ. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Như câu cô vừa đọc các bạn thấy rằng so với câu cô đọc và phần họ viết trong cái phần ta viết đây là có sự khác nhau đúng không ạ? Ở đây các bạn chú ý cho cô. Nếu cô phiên âm thì cái từ này đọc là gì? An. Từ này đọc là nhường. Đúng không ạ? Tiếp theo là gì? Ha. Và theo quy tắc thì cái từ này là sờ y và chữ pờ ghép với nhau. Thì thường các bạn sẽ đọc là ship. Ship. Ni. Và chúng ta đọc là cả, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây nếu các bạn đọc như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái câu này nó rất là nặng. 안녕하십니까, đúng không ạ? Và mỗi phần đọc như thế này thì thường người Hàn Quốc người ta tránh cái dấu nặng cũng như dấu sắc đi. Người ta sẽ biến âm để cho nó dễ đọc hơn. Chính vì vậy, ship ni người ta sẽ đọc thành sim nhỉ. Được chưa? Đây là một quy tắc các bạn cần nhớ cho cô. Tức là nếu như các bạn thấy một từ có bắt chim là biệp, tức là chữ bờ, gặp phụ âm tiếp theo bắt đầu bằng chữ N thì quy tắc biến âm sẽ xảy ra với chữ bờ. Mặc dù viết là bờ nhưng các bạn sẽ đọc là M. Chưa? Các bạn chú ý nhé. Quy tắc biến âm sẽ xảy ra với chữ bờ và chữ M này. Chưa? Viết là bờ nhưng đọc là M. Vì vậy từ này chúng ta sẽ đọc là 안녕하십니까 chứ không đọc là 십니까. Các bạn chú ý như vậy nhé. Chúng ta đọc lại hai câu chào này. 안녕하세요. 안녕하십니까. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn một số lời tạm biệt các bạn nhé. Thông thường khi chia tay thì người Hàn Quốc thường hay nói câu này, hai câu này các bạn nhé. Nếu là người Việt Nam thì chúng ta thường hay nói là tạm biệt bạn đúng không ạ? Thế còn với câu chào, câu tạm biệt của Hàn Quốc thì sẽ hơi phân biệt một chút. Nếu như trong trường hợp mà mình là người ở lại, mình tạm biệt người đi, hoặc là mình là người đi mình chào tạm biệt người ở lại thì sẽ hơi khác nhau. Chúng ta có câu đầu tiên các bạn đọc là 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Nếu phân tích kỹ thì câu này các bạn hiểu cho cô từ 가 là đi và từ 안녕 có nghĩa là bình an. Hãy đi bình an, tức là chúc bạn đi vui vẻ, bình an. Dạ. Vậy thì câu đầu tiên này sẽ được áp dụng khi các bạn chào người ở lại nói với người đi. Dạ. 안녕히 가세요. Thế còn với câu thứ hai, 안녕히 계세요. 계세요 đây có nghĩa là ở lại. Và câu này nếu dịch sát nghĩa thì sẽ là chúc anh ở lại vui vẻ, chúc anh ở lại bình an. Câu số 2 này sẽ được áp dụng khi bạn là người đi chào người ở lại. Thì các bạn chú ý, hai câu này là câu cửa miệng người Hàn Quốc thường chào tạm biệt khi chia tay nhá. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Anh ở lại. Anh đi bình an nhé, anh ở lại bình an nhé. Phần tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái câu mà người Hàn rất là hay nói ạ. Thông thường khi các bạn gặp một người mới quen thì các bạn sẽ chào hỏi giới thiệu bản thân đúng không ạ? Và một cái câu rất là chúng ta rất hay thường hay nói đó là gì? Rất vui được gặp các bạn đúng không ạ? Vậy câu này tiếng Hàn sẽ nói như thế nào? Chúng ta có biểu hiện thứ nhất các bạn chú ý nhé. 처음 뵙겠습니다. Các bạn chú ý nhé, cô sẽ phiên âm ra như thế này.
Chúng ta viết câu đánh dấu phẩy đây, tức là các bạn sẽ đọc bật hơi nhé. Term. Dạ, term có nghĩa là lần đầu. Dạ. Từ tiếp theo sẽ là các bạn nếu như các bạn mới học, các bạn chưa quen, các bạn có thể phiên âm tiếng Việt ra để cho dễ đọc. Chúng ta có chữ bờ này, ghép với nguyên âm ê này và chữ pờ rồi đúng không ạ? Các bạn sẽ đọc là phép đúng không? Phép. Đấy. K ê này. Và hai chữ sờ dưới các bạn nhớ là theo quy tắc bắt chim mình học rồi. Các bạn sẽ đọc là tờ nhá. Đấy. Và tiếp theo là sờ này, được chưa? Ư này. Bờ và nờ gặp nhau thì cô có nói ở cái phần chúng ta vừa phát âm đó là gì? Quy tắc biến âm đó là bờ mà gặp nờ thì các bạn sẽ phát âm thành mờ. Cho nên chúng ta sẽ đọc là sâm nì ta, chưa? Và để cho câu này nó tự nhiên các bạn sẽ đọc là dạ, cho âm phép kết sâm nì ta. Cho âm phép kết sâm nì ta. Cho âm phép kết sâm nì ta. Dạ, câu này sẽ tạm dịch là rất vui được gặp bạn lần đầu tiên. Dạ. Hoặc nếu như các bạn muốn nói ngắn gọn hơn một chút thì chúng ta sẽ có cách nói thứ hai. Phán gặp sâm nì ta. Dạ. Phán. Dạ. K-A-B ạ. Các bạn phiên âm dần ra đúng không? Đấy, với các bạn mà chúng ta mới học thì các bạn cứ viết ra như vậy, dần rồi mình sẽ quen. Sấp ni tà thì các bạn nhớ biểu hiện cô có nói với các bạn, đó là chữ bờ mà gặp chữ nờ, chữ biệp mà gặp chữ niên. Các bạn phải đọc thành chữ mờ nhé. Và chúng ta sẽ đọc là sấp ni tà. Dạ, phán cắp sấp ni tà, rất hân hạnh. Các bạn cùng cô đọc lại hai câu này. Cho ơm phép kết sấp ni tà. Phán cắp sấp ni tà. Được chưa? À, vậy là chúng ta đã lướt qua cái phần từ vựng của bài học số 1 rồi. Các bạn cố gắng chú ý là chúng ta nhớ học từ mới trước khi sang phần tiếp theo là phần ngữ pháp nhé.